Thưa quý vị khách quý và quý Phật tử chùa Xá Lợi. Trong chương trình nói chuyện chuyên đề thì hôm nay là cái buổi nói chuyện đầu tiên của tiến sĩ Nguyễn Tường Bách mở đầu cho năm 2014. Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách sinh trưởng tại Thừa Thiên Huế. Ông đã sang du học ở Đức vào năm 1967, sau đó tốt nghiệp tiến sĩ ngành vật lý và đã dạy dỗ làm việc sinh sống tại Đức trải qua hơn 40 năm. Có thời gian ông đã chuyển qua công việc kinh doanh và rồi ông lại bước sang cái lĩnh vực giảng dạy Phật học tại các cái Phật học viện và hợp tác với các cái trung tâm, các cái công ty để mà đào tạo các cái chuyên viên về cái kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng quản lý. Thì chúng tôi nhận thấy trong lĩnh vực nào, ông Nguyễn Tường Bách cũng đã được thành công rất là tốt đẹp. Và trong một cái thời gian từ 75 đến nay, ông đã cho ra đời nhiều cái tác phẩm như Mùi Hương Trầm, Đêm Qua Sân Thước Một Cành Mai, rồi Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung, hay là các cái dịch phẩm rất là đặc biệt như Đào Của Vật Lý, Sư tử tuyết bầm xanh, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng những cái tác phẩm của ông đã được phổ biến rất là rộng rãi và được giới trí thức ở trong nước cũng như ngoài nước chú ý để mà tìm đọc rất nhiều rồi. Hôm nay Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam và Ban Phật học chùa Xá Lợi mời tiến sĩ Nguyễn Tường Bách đến để gặp gỡ quý vị, trao đổi với một ước mong, đó là một cái người Phật tử đã ứng dụng được Phật pháp và thành công trong cuộc sống, trao đổi về một cái vấn đề mà hiện nay Phật tử Việt Nam rất là thao thức, rất là muốn hiểu cho rõ ràng hơn, đó là cái đề tài tâm linh hay là mê tín. Bởi vì giữa tâm linh với mê tín nó rất là dễ lệch lạc, mà điều đó hy vọng rằng chỉ có cái người Phật tử có một cái kiến thức Phật học uyên bác, có một cái thời gian hành trì Phật pháp lâu dài, có sự trải nghiệm tiếp cận với nhiều cái nguồn văn hóa khác nhau ở châu Á cũng như ở châu Âu, từ Trung Quốc qua đến Ấn Độ rồi đến các nước phương Tây. Thì chúng tôi hy vọng chiều hôm nay diễn giả Nguyễn Tường Bách, một Phật tử như chúng tôi đã giới thiệu, sẽ nói chuyện trao đổi với tất cả quý vị hiện diện, và sau đó những thắc mắc, những cái bổ sung, những cái trao đổi gì thêm thì xin quý vị thẳng thắn và trao đổi cùng với Phật tử Nguyễn Tường Bách. Để xin cảm ơn tất cả. Xin mời. Kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa ban giám đốc ban Phật học, kính thưa các bác, các anh, các chị, các bạn sinh viên nếu có thân mến. Trước hết tôi xin cảm ơn lời giới thiệu nồng nhiệt của anh Sơn, Trần Đình Sơn, cũng như rất cảm ơn cái cơ hội tôi được nói chuyện với tất cả đông đảo quý vị về một đề tài mà chúng ta hiện nay xem là rất
cấp thiết. Bản thân tôi có nghiên cứu về khoa học, có một chút nghiên cứu về Phật học và một cái vốn sống khoảng 65 năm, cũng đúc kết được một số điều. Cho nên khi mà được ban Phật học mời trình bày một câu chuyện, và trước cái tình hình của đất nước chúng ta, tôi thấy mình nên chọn cái đề tài này. Đề tài mang tên là tâm linh hay mê tín. Tôi sẽ trình bày đề tài này khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó rất mong các bác, các anh, các chị, quý vị sẽ đặt câu hỏi để chúng ta có thể đi sâu vào chi tiết hơn. Tôi sẽ có 6 cái tiểu mục nhỏ. Tiểu mục thứ nhất, tôi sẽ nói về hai thái cực, hai cực đoan hiện nay mà không phải chỉ Việt Nam thôi mà toàn thế giới đang nằm trong đó. Hai thái cực. Tiểu mục thứ hai là bước đầu của tâm linh, đó là tin nhân quả, tin nơi cái nhân quả. Cái tiểu mục thứ ba, đó là bước kế tiếp của tâm linh, đó là hiểu nhân quả. Tiểu mục thứ tư, tức là một bước kế tiếp nữa của tâm linh, xa hơn, sâu hơn, già dặn hơn, trưởng thành hơn, đó là sợ nhân nhưng không sợ quả. Bước kế tiếp nữa là thấu suốt nhân quả. Và bước cuối cùng, tôi tạm dùng chữ là thọng tay vào chợ. Thì quý vị thấy sơ qua thì quý vị đã hiểu là tôi sẽ nói cái mặt tâm linh trên cơ sở lòng tin và sự hiểu biết nơi luật nhân quả. Bước trong cái điểm đầu tiên là tôi sẽ trình bày về hai thái cực hiện nay của loài người và của Việt Nam. Cái thái cực thứ nhất là cái quan niệm cho rằng thế giới này chỉ là vật chất đang tồn tại. Đó là cái thái cực cho rằng cái thân của chúng ta chỉ là da, là thịt, là xương. Cái tâm của chúng ta chỉ là kết quả của da, thịt, xương đang vận hành. Cái mà gọi là tư tưởng chỉ là một cái thăng hoa của thân thôi. Cái gọi là tâm chẳng qua chỉ là một cái do tâm, do cái thân nó tiết ra thôi, như là gan tiết ra mật vậy thôi. Chả có gì là to tát hết. Tới khi mà thân nó mất đi thì là tâm sẽ biến mất. Cũng trong quan niệm này, người ta tin rằng cái vũ trụ, cái thế giới hiện nay chỉ là nguyên tử, phân tử đang vận hành thôi. Ngoài ra chẳng có gì đứng, có gì đứng đằng sau cả. Thế giới chỉ là những cái sờ sờ chúng ta đang thấy thôi, chỉ là vật chất đang vận động thôi. Ngoài ra không có gì gọi là tinh thần, không có gì gọi là linh hồn, không có gì gọi là vật tâm thức cả. Tâm thức chỉ là cái sự, cái sắc bén của cái dao thôi. Con dao mà nó mất thì cái sự sắc bén nó cũng mất luôn. Con dao mà mài quá thì nó sắc. Thì tương tự như vậy, cái mà gọi là cái tâm chẳng qua là do cái thân nó sinh ra thôi. Thì cái quan niệm đó tôi gọi là quan niệm duy vật, thô thiển. Cái loại quan niệm duy vật thô thiển đó, đó thật ra không phải có từ thế kỷ 18, 19, 20 gì đâu, mà ngay cả thời Đức Phật còn tại thế đó, thì thời của Ngài đã có 2-3 cái phái duy vật thô thiển. Nghĩa là cái tính duy vật này ngày xưa đã có rồi.
chẳng chỉ là mới ở đây. Những con người mà tin vào cái quan niệm này, thật ra cũng rất nhiều người tốt ở đây, rất nhiều người tốt. Thế nhưng những người tin vào quan niệm này nó có một cái khuynh hướng rất dễ sa vào ác nghiệp, rất dễ sa vào tội ác. Tại vì họ tin rằng chỉ có thân này đang vận hành, chỉ có thế giới này, và tôi muốn gì thì tôi cứ làm, sau khi tôi chết đi là hết, chấm dứt. Những người đó tin rằng không có cái gì gọi là tinh thần cả, tất cả mọi thứ chỉ là vật chất đang vận hành. Thế thì tôi chỉ làm sao cho được thỏa mãn tôi cao nhất, còn tất cả mọi thứ tôi không cần biết, chẳng có gì để lại cho đằng sau, đời cháu, đời con, đời cháu chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi cũng chẳng liên quan gì cha mẹ tôi, cha mẹ tôi chỉ là sinh ra tôi trong một cái phút đó thôi. Và tôi sinh ra con cháu tôi chỉ phúc đó thôi, tôi chỉ cho nó cái tinh cha huyết mẹ thôi, còn ngoài ra không có gì cả. Đó là cái quan niệm tôi tạm gọi là cái thái cực thứ nhất, cái cực đoan thứ nhất là cực đoan tin rằng cái thế gian này chỉ là vật chất thuần túy đang vận hành, ngoài ra không có gì hết được. Cái loại thái cực thứ hai, cái loại cực đoan thứ hai là cho rằng chúng ta hiện nay ngồi đây thôi, chứ xung quanh chúng ta là toàn ma, toàn quỷ, toàn thần, toàn thánh, toàn những thế lực đen tối hoặc là trong sáng, vô hình đang rình rập quanh chúng ta. Chúng ta làm gì thì cũng là nằm trong cái tầm ngắm của các thế lực đó cả. Tất cả chúng ta phải lo mà cúng bái, phải cầu nguyện, phải chăm sóc, phải cầu khẩn các vị đó. Cái cây cũng có thần của cây, cái sông có thần của sông. Từ tinh tú trăng sao cho tới con cái cục đá gốc cây cũng có thần có thánh cả. Chúng ta chỉ là một cái tre banh của những cái thế lực đó. Những người đó có cái khuynh hướng là cái gì cũng cúng hết, cái gì cũng tin hết, cái gì cũng là phải cầu khẩn, cầu nguyện để mình được sung sướng, để được an lành. Và tất cả hạnh phúc của chúng ta không tùy nơi chúng ta mà tùy nơi cái thế lực đó. Các vị đó, các bạn đó cũng có cái khuynh hướng là rất lo lắng cho chính thân mình, cứ sợ là hạnh phúc mình sẽ bị đe dọa, sức khỏe mình sẽ bị đe dọa, tất cả là lấy cái mục đích làm cho mình được sung sướng, làm được mình hạnh phúc làm chuẩn, làm chính. Ngoài ra cũng các vị đó cũng có một cái rất là ích kỷ, tức là không bao giờ nghĩ tới những quyền lợi của người khác, mà nghĩ tới quyền lợi của mình, nhưng mà nghĩ tới quyền lợi mình bằng cách là cầu khẩn những cái lực lượng bên ngoài nó ban phát cho mình. Thì hai cái thái cực đó, quý vị thấy hiện nay không phải chỉ Việt Nam thôi mà trên toàn thế giới lan tràn. Tôi không nói là những người đó xấu, tôi chỉ nói những người đó họ có một cái lối nhìn sai lạc, không đính chính xác, và nhìn cái sai lạc không chính xác đó mà sinh ra cái hành động không cần thiết, thậm chí gây ra những cái đau khổ cho người khác. Vì cả hai cũng đều có một khuynh hướng lấy cái tôi, cái hạnh phúc của riêng mình làm chuẩn mực, lấy đó làm mục đích để sống trong đời sống. Thì theo tôi thì hai cái khuynh hướng đó, hai cái xu hướng đó nó chiếm ít nhất là 80% trong đời sống xã hội chúng ta, cũng như nhiều nơi trên thế giới. Đây thì dụ như tại Miến Điện chẳng hạn, là cái nơi người ta rất tin vô thần thánh. Bạn đi thi là có một ông thần để bạn cầu bạn đi thi. Bạn đau bệnh thì có bệnh gì có ông thần, ông thánh bạn để cầu vì đó, nghĩa là chữa lại cho các bạn. Nghĩa đó tóm lại là nơi mà người ta tin tưởng một cách hầu như mù quáng về những lực lượng đó. Thì hôm nay tôi xin trình bày điểm thứ nhất là hai cái điểm đó. Và hiện nay chúng ta có rất nhiều biểu hiện, và đặc biệt
là có cái tình trạng là có những cái người thuộc xu hướng thứ nhất, tức là mới đầu không tin gì hết. Chị tin rằng thế này chỉ là vật chất đang vận hành một cách trần trụi như vậy. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu thấy một số hiện tượng lạ không giải thích được, thì họ quay qua cái dạng thứ hai, tức là từ cái gì không tin gì cả, và họ nhảy một cái, tin, tất cả đều tin, tất cả đều cho là có, tất cả đều là thần thánh đang rình rập xung quanh. Và chính những cái người mà thuộc về xu hướng thứ nhất thì rất ưa trở nên thành xu hướng thứ hai một khi có một số hiện tượng nó kỳ lạ, phi thường xảy ra. Đó là những cái người mà hệ thấy một người khác có một cái thần thông là sẵn sàng sụp lại và cho đó là cái biểu hiện cao nhất của cái quyền năng. Thì hiện nay trên thế giới không phải chỉ Việt Nam thôi, trên thế giới đều như vậy nhiều lắm. Thì theo tôi xin qua điểm thứ hai của bài nói chuyện này. Theo tôi, cái con đường mà của Phật ngày hôm nay chúng ta trong khung cảnh của chùa Xá Lợi, con đường của Phật dạy, con đường mà riêng tôi, cá nhân tôi thật lòng tin tưởng là gì? Tôi xin thật lòng trình bày với quý vị. Bây giờ đi vào điểm thứ nhất của bài nhân quả, đó là hiểu nhân quả. Tin nhân quả. Thế nào là tin nhân quả? Tin nhân quả là thật ra là một điều mới đầu trông rất là giản đơn. Tin nhân quả là tin rằng hệ có một điều gì xảy ra thì trước đó có một cái nguyên nhân. Lấy thí dụ, có một tiếng chuông xảy ra thì trước đó phải có người đánh chuông. Ngược lại, tôi dùng một que diêm tôi quẹt, thì với cái quẹt tới que diêm của tôi thì có một ngọn lửa nó bùng ra. Tiến thêm một bước, nếu tôi uống rượu ngày hôm trước, ngày hôm sau tôi sẽ nhức đầu nếu tôi uống rượu quá nhiều. Tiến thêm một bước nữa, nếu tôi nợ anh 1 triệu đồng, ngày hôm sau tôi sẽ phải trả anh 1 triệu, cộng thêm lãi suất nếu có. Tiếp thêm bước nữa, nếu tôi hôm nay tôi chăm học hành thì tôi sẽ thi đậu. Tương tự như vậy, nếu tôi chăm lo sức khỏe, thể dục thể thao thì tôi sẽ khỏe mạnh. Đó là nhân quả. Nhân quả đơn giản vậy thôi, nhưng đó là nhân quả của chiều dương, của chiều dương, của mặt dương. Thế nào là mặt dương? Mặt dương là cái mặt mà ta thể thấy được. Tôi nợ anh 1 triệu đồng, đó là điều thấy được. Ngày hôm sau tôi trả anh 1 triệu đồng, đó là điều thấy được. Tất cả chúng ta đều hiểu nhân quả theo mặt dương thôi. Và nếu mà nói về nhân quả trên mặt dương thì hầu như ai cũng biết hết. Ta thể gọi là nhân quả mặt dương là nhân quả cơ khí, cái loại nhân quả dạng đơn cơ khí. Nhưng mà thưa quý vị, nhân quả trên mặt dương chỉ là một phần rất nhỏ. Mặt dương của chuyện này nó tương tự như là đỉnh băng sơn của một cái băng sơn. Nó là cái phần nhỏ nó nổi lên trên mặt nước, phần thấy được của đỉnh băng sơn. Còn cái phần chìm dưới mặt nước là cái phần to hơn nhiều, lớn hơn nhiều, vận hành cơ sở hơn nhiều. Nó chìm dưới mặt nước, chúng ta không thấy được. Mà nó là tuy là chìm dưới mặt nước, nhưng nó là chuyên chở cái đỉnh băng sơn. Nó làm cho cái đỉnh băng sơn phía trên nó thể hiện lên. Thì cái nhân quả nó có cái chiều âm của nó. Nhân quả nó có cái chiều âm của nó. Nó có cái tuyến âm của nó. Nó có sự vận hành sau lưng chúng ta. Cái sự vận hành của chiều âm của nhân quả, nó vận hành sau lưng chúng ta, nó vận hành dưới đáy của sự ý thức. Sự nhân quả nó vận hành trong vô thức. Cái nhân quả vận hành trong kích đó đó, trong cái kích chiều đó, trong cái dimension đó đó, thì tôi gọi là nhân quả chiều âm, nhân quả mặt âm, hay nhân quả kích thước âm. Thì tôi có thể trình bày với quý vị là cái nhân quả trên mặt âm đó to tác lắm, bí nhiệm lắm, lớn lao lắm, và nó vận hành chúng ta không hề biết đến.
tôi nợ anh 1 triệu đồng, ngày hôm sau tôi trả anh 1 triệu đồng. Nếu mà tôi không trả anh á, thì anh sẽ dùng đòi nợ và anh có thể dùng công an bắt tôi phải trả nợ. Nhưng mà khi mà tôi nợ anh 1 triệu đồng mà tôi không trả đó, mà người kia cũng quên luôn đó, thì biết đâu chừng 10 năm sau, 20 năm sau, hoặc thậm chí đời sau, nó sẽ một biến cố xảy ra cho tôi, mà trong đó tôi thiệt hại 100 triệu đồng. Mà sự thiệt hại 100 triệu đồng đó, nó vận hành theo chiều âm. Và tôi không biết vận hành theo chiều âm, cho nên tôi nghĩ, khi mà tôi thiệt hại 100 triệu đó, tôi nghĩ đó là một sự ngẫu nhiên. Thế gian này rất nhiều điều mà chúng ta cho là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên về tai nạn, ngẫu nhiên về một thành công, ngẫu nhiên về món tiền lớn, ngẫu nhiên về bệnh tật, ngẫu nhiên về một cái người ta yêu mến, tự nhiên người đó thành vợ hay thành chồng của ta, ngẫu nhiên về một bạn bè, tất cả là ngẫu nhiên. Hôm nay có thể chúng rất nhiều người bạn gặp nhau, chúng ta gặp nhau đây có nhiều người cho là ngẫu nhiên. Tôi xin nói cái đó không ngẫu nhiên. Cái đó là do nhân quả vận hành trong chiều âm của nó. Và nó chiêu ra, nó quyết ra, nó làm cho hiện thành một cái situation như thế này, nó hiện thành một cái tình trạng thế này. Cho nên khi mà tôi không trả 1 triệu đồng đó, quỵt anh ta 1 triệu đồng đó, nhiều khi 10 năm sau tôi bị mất 100 triệu. Và nhiều khi tôi cũng mất, nhiều khi con tôi mất 1 tỷ. Nhiều khi không, đời này không trả, đời sau mới trả, nếu các bạn tin vào có đời sau. Thì cái đó là cái loại nhân quả vận hành theo chiều âm. Chính vì cái nhân quả vận hành qua chiều âm nó nằm trong cái dạng không ý thức được, cho nên chúng ta không biết đến. Mà chúng ta không biết đến thì cũng, loài người chúng ta có một điều rất kỳ cục, lẽ cái gì mà không biết á, thì cho là không có. Các vị thánh nhân nói có nhưng mà chúng ta không tin, chúng ta cho là không có. Chúng ta không có, cho là không có, nên chúng ta sa đà vô cái loại xu hướng thứ nhất hoặc xu hướng thứ hai nói hồi nãy. Đó là mọi thứ đều vận hành có cái lý do của nó, chỉ có một điều là nó, cái tuyến của nó chạy theo một cái dạng âm, dạng không cho người đời biết được. Chính vì vậy mà Đức Phật nói nhân quả là bất khả tư nghị, tức là nhân quả đối với chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta không thể hiểu được, cho nên chính Đức Phật cũng gọi là bất khả tư nghị. Một đại đệ tử của Phật là Ngài Mục Kiền Liên, là vì một trong 10 đại đệ tử của Phật có thần thông đệ nhất. Mục Kiền Liên là vì có cái thần thông mà có thể nói là đôi lúc Phật còn nhờ đến, đi lấy cái nào, đi lấy cái kia, trên cung trời này, cung trời kia. Đến khi mà Mục Kiền Liên chết thì Ngài cũng đâu có chết bình thường, Ngài bị giết. Xá Lợi Phất cũng bị giết. Tại sao vậy? Tại trong những đời trước Ngài đã từng giết người. Vì nhị tổ của Thiền Tông Trung Quốc, vì mà chặt tay Huệ Khả đó, khi chết thì Ngài cũng bị giết luôn. Tại vì sao vậy? Trong đời cũ Ngài đã từng giết người. Ngay như Phật, lúc mà Ngài bị lăn đá, chảy máu, Ngài cũng nói với đệ tử, Ngài trả cái nghiệp của Ngài trong quá khứ. Nhưng Phật là vì đại trí cho nên Ngài biết rõ cái sự vận hành của đường âm. Còn chúng ta không biết, cho nên chúng ta không có tin, và chúng ta cho là ngẫu nhiên. Thế nên tất cả đều là ngẫu nhiên đối với con người trần mắt thịt như chúng ta. Chúng ta lấy ai làm vợ hay làm chồng, chúng ta làm con của ông này hay bà kia, cậu kia hay cậu nọ, hay cô kia làm con chúng ta, đối với chúng ta tất cả đều là ngẫu nhiên. Nhưng mà không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có nguyên nhân trước đó. Trong cái
vận động theo chiều âm nó còn thêm một cái điểm vô cùng quan trọng nữa, là nếu vận động theo chiều dương á, thì chỉ có một cái bình diện thôi, đó là bình diện hành động mà tôi gọi là bình diện thân. Tức là sao? Tức là trong cơ sở của chiều dương đó, tức trong xã hội bình thường này nè, thì nếu mà tôi nói tôi giết người thì chưa ai bắt tôi hết. Tôi nói ta sẽ giết mi, chưa ai bắt tôi cả. Phải đợi chứ lúc nào tôi cầm tay tôi giết một người á, thì pháp luật mới bắt tôi. Thì lúc đó tại vì tôi đã giết người ta. Nhưng mà tôi la lên là ta giết mi, chưa ai bắt tôi. Cũng như tôi dự định giết anh ta thì cũng ai biết, cũng chẳng ai bắt tôi cả. Trong chiều dương chỉ có một cái level thôi, chỉ có một cái mức độ thôi, mức độ của thân thôi. Còn cái chiều âm còn nguy hơn nữa. Chúng ta vừa không thấy mà nó lại vừa có thêm là ba mức độ. Mức độ thân đã đành, có thêm mức độ khẩu và mức độ ý nữa. Tức là sao? Tức là trong vận động theo chiều âm đó, thì không, nó có chờ chúng ta thực hiện bằng hành động giết người, mà nó còn hệ mà chúng ta vừa phóng miệng ra nói ta sẽ giết mi thôi đó, hoặc tôi chia rẽ anh, tôi nói phỉ báng anh, tôi chia rẽ tăng đoàn, tôi chia rẽ những người khác, tôi nói xấu người khác, tôi lên án người khác bằng cách sai lầm, thì nồi cái đó nếu như xã hội bình thường chưa ai bắt tôi, nhưng mà trong chiều âm đó thì nó đã tác dụng rồi, thì lập tức cái sự vận hành trong chiều âm nó bắt đầu chạy rồi, búng một cái là nó chạy rồi. Đó là mặt khẩu. Còn ngay trong mặt ý cũng vậy, nghĩa là trong cái chiều âm này chúng ta vừa tác ý một cái thì lập tức vũ trụ là vận hành, lập tức là cái machinery, cái cỗ máy của chiều âm nó đã chạy rồi. Tôi vừa tác ý giúp anh, tôi vừa tác ý hại anh, tôi vừa tác ý thiện hay ác, lập tức là nó vận hành. Cho nên trong chiều âm nó có hai cái điểm cần để ý. Trong chiều âm là thứ nhất chúng ta không thấy, và cái điểm thứ hai là trên ba mặt thân khẩu ý đều có tác động. Trên ba mặt thân khẩu ý đều tác động, thậm chí mặt ý đó là cái mặt kín nhất đó, thì nó là đôi lúc nó đóng vai trò quan trọng nhất. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, câu đầu tiên của Phật nói tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, nghĩa là cũng vì ý nó sinh ra thì mới sinh ra khẩu, rồi mới sinh ra thân. Cho nên cái ý là cái mà đối với xã hội bình thường thì không ai biết mà cũng ai trừng phạt, nhưng mà trong cái xã hội âm á, thì cái ý kinh khủng lắm. Cho nên là tác ý một cái là lập tức nó vận hành. Bạn đừng có tưởng ý của tôi kín đáo như vậy, không ai biết, không ai hay, mà coi như đi vào chân không. Không phải. Ngày xưa có câu chuyện gì đó, ý vừa tác ý một cái là trời đất, trời biết đất biết. Mà thực vậy, bạn tác ý lập tức vận hành. Mà ngày nay đó, người ta cũng nhận thức thêm một điều đó, tác ý thôi là đã có sóng rồi, mà cái sóng đó nó lan tỏa trong không gian, và có một số người có thể đọc được cái sóng của mình rồi. Nghĩa là tác ý là một cái điều kinh khủng, và thật ra nó có thân vật chất của nó, tức là các sóng. Nghĩa nói tóm lại, trong chiều âm là ba mức độ đều vận hành, và mức độ ý cũng là mức độ cực kỳ quan trọng, tại nó là dẫn đầu các pháp. Tôi xin qua điểm thứ hai. Đó, vừa rồi tôi nói về cái tin nhân quả, bây giờ nó về hiểu nhân quả. Bây giờ nếu các bạn tin như vậy thì thêm một bước nữa, là thế thì tất cả những gì mình làm nó vận hành như vậy, nó có tác động như vậy, thế thì là có ai, có một quan tòa nào, có một vị diêm vương nào đứng giữa để ghi những cái thiện cái ác của mình hay không, và thiện thì ban phát cho mình, ác thì là trừng phạt mình? Không có. Cái điều bi nhiệm của tâm là nó không có người nào đứng đóng cái vai trò quan tòa hay thượng đế. Mà cái tâm nó vận hành như sau,
Cái tâm nó vận hành một cách bí nhiệm. Nhưng mà nếu mà giải thích một cách giản đơn thì các bạn có thể hiểu nó là một cái sự tác động ngược. Tác động ngược. Trong vật lý ta gọi là axio reactio đó. Hệ có vận hành thì có một sự tác động ngược. Giống như một khẩu súng mà khi mình bắn ra đó thì nó giật lui. Nằm súng canon khi bắn lên thì bạn thấy nó rút mạnh lui một cái. Cái sự giật lui của nó đó gọi là reactio. Cái giật lui chính là tác nhân gây ra cái quả đây. Cũng như tôi đứng trên cái ghế này mà tôi nhảy qua bên kia thì cái chân của tôi nó sẽ đẩy cái ghế này văng đi. Thì tương tự như vậy, một khi mà thân khẩu ý tác ý thì trong tâm của chúng ta có một cái vết cắt, một vết cắt trong tâm. Tiếng Anh là một cái trace trong tâm. Cái vết cắt đó nó phải được hóa giải. Nó phải được hóa giải. Và hóa giải như thế nào? Nó hóa giải là nó chiêu cảm. Lúc nào đó nó chiêu cảm một cái tình trạng hiện ra để cho người gây cái tác nhân đó chiều lại cái điều mà người đó gây ra. Có nghĩa là khi mà tôi cầm dao giết người đó thì tâm tôi sẽ có một cái vết trong tâm. Cái vết đó nó nằm trong vô thức. Nó nằm trong điều mà tôi tưởng là tôi quên rồi, nhưng thật ra nó nằm trong vô thức. Và vết đó nó vẫn nằm tồn tại mãi cho ngày nào đó nó sẽ chiêu cảm tạo ra một cái tình trạng mà trong đó tôi sẽ cảm nhận lại cái sự bị giết. Nghĩa là nếu nói một cách hơi máy móc đó, thì là người giết sẽ chịu lại cảnh bị giết. Và bằng nhau, axio và reactio, hai cái lực bằng nhau. Và cái người gây một cái tác nhân, ví dụ sự giết người, thì người đó có thể 5 năm sau, 10 năm sau, có thể đời sau, lúc mà túc duyên đầy đủ, lúc mà cái điều kiện nó đầy đủ, như cái cây mà đã có đủ cái mầm của nó, thêm tưới cây, thêm độ ẩm nào đó thì nó sẽ mọc ra cây mới. Thì lúc đó nó sẽ chiêu cảm ra một cái tình trạng và trong đó cái người gây đó ra sẽ chịu lại. Thế nên có một cái tình trạng là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay là Huệ Khả bị giết thôi. Có khi nó bị giết lại, nhưng mà trong tình trạng nó hơi khác. Ví dụ như các vị Mục Kiền Liên bị giết lại, nhưng mà ngài là vật đắc đạo, khi ngài chết ngài rất vui vẻ, ngài chịu lại hình phạt đó, nhưng cái tâm vui vẻ, tâm biết đúng rồi, phải thôi, ngày xưa làm vậy mình làm vậy. Các vị đại tăng, đại thanh tăng thì các vị vui vẻ, còn chúng ta thì vui vẻ hay không tùy người, nhưng cũng tùy, cũng có tình trạng chịu lại cái tình trạng đó, nhưng mà không phải trong cái đời sống bình thường, nhưng trong giấc mơ, tùy theo chúng ta giảm nhẹ được hay không. Mà cũng chẳng ai phán xử là hãy giảm nhẹ cho anh này anh kia, mà chính có tâm chúng ta nó giảm nhẹ. Cũng giống như ông Mục Kiền Liên bị giết, ông thân của chúng ta cũng bị cắt cổ, nhưng mà tâm của ông ta rất nhẹ nhàng. Hãy lấy thêm một thí dụ nữa để thấy cái sự vận hành rất kỳ lạ của nhân quả. Gia đình một người đó giết một người, và sau khi giết người, gia đình là anh ta không bị tù, tại vì không ai biết anh ta làm điều đó. Anh ta ăn năn hối cải, anh ta chuộc lỗi đó bằng cách là giúp đỡ người khác, bằng cách là thương yêu người khác, bằng cách là làm tất cả, đem tài sản đó bố thí người khác. Thì đời sau nữa, hoặc là ngay trong đời đó, anh ta sẽ được thương mến, anh ta sẽ được ngồi người giúp đỡ, con cái anh ta sẽ được đầy đủ túc duyên để trở thành một người tốt trong xã hội. Nhưng một lúc nào đó anh ta vẫn phải bị giết. Có thể giết bằng thực, có thể giết trong mộng, có thể giết trong một tình trạng mà anh ta vẫn tin rằng, vẫn biết rằng, à đúng thôi, vui mà nhận.
Nghĩa là những cái vết trong tâm, mà kể từ đây tôi sẽ nói là nghiệp lực trong tâm, cái vết đó chính là nghiệp. Những cái nghiệp lực trong tâm đó nó không có cấn nhau được, nó không có huề nhau được, nó không nói là à tôi giết người nhưng mà sau đó tôi giúp được nhiều người khác thôi, bây giờ sổ hóa được. Cấn nhau, không cấn nhau. Tâm nó không biết cấn. Vết sao thì phải hóa giải lại, hóa giải theo cái dạng là anh chịu lại cái điều mà anh đã gây ra. Đó là cái nhân quả nhiều đời, nhân quả theo chiều âm. Và đó là cái gọi là mechanismus, tức là cái cách vận hành của nhân quả, mà đôi lúc ta gọi là cách vận hành của nghiệp lực. Tức là cái người tác nhân gây ra phải chịu lại những điều mình đã gây ra. Và những cái tác nhân gây ra đó có lúc chịu làm cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà dựa các cái mầm, những cái quả đó không có cái sự cấn lẫn nhau, không có sự xỏ cho nhau. Bởi vậy cho nên những cái tình thương, tình yêu trong cái đời này cũng là những cái vết trong tâm. Chính tình thương, tình yêu đó làm cho người ta lại gặp nhau trong đời, trở thành vợ chồng của nhau, trở thành cha con của nhau, trở thành bạn hữu của nhau. Các bạn nên nhớ là không có gì mà gây vết cắt trong lòng bằng cái tình thương yêu. Cho nên tình thương yêu, tình gọi là tình luyến ái giữa đời người nó nặng lắm. Những cái vết do nghiệp lực mà do luyến ái rất nặng, cực kỳ nặng. Và chính nó là cái tác nhân dẫn đi cho chúng ta gặp người này hay gặp người kia để làm vợ chồng lẫn nhau, con cái lẫn nhau, cha con lẫn nhau, thầy trò lẫn nhau. Cái loại vết thứ hai là cái vết cũng nặng vô cùng, đó là vết giận dữ, thù ghét giận dữ. Muốn hãm hại, muốn đối thủ mình bị đau khổ, cái vết đó cũng ghê gớm lắm. Cái vết đó gọi là sân, cái lòng sân cũng ghê gớm lắm. Cũng vì lòng sân đó mà biết bao nhiêu thảm cảnh xảy ra trên cuộc đời này, mà nhiều khi chúng ta tưởng là ngẫu nhiên. Hãm hại lẫn nhau, trả thù lẫn nhau, đó là những cái điều nó vết cắt trong tâm. Nó cứ tùy theo hoàn cảnh nó chia ra, và cuối cùng nó, những cái vết đó nó combine với nhau, nó khớp với nhau, nó kết với nhau mà trở thành đời sống vô tận của chúng ta. Và chúng ta không có một vết, chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn triệu vết. Không phải từ đời trước của, không phải đời này của hồi thơ ấu tới giờ, mà từ đời trước nữa. Nó trở thành ra một cái luồng chảy của những cái vết, luồng chảy của nghiệp lực. Cho nên cái đời sống của chúng ta là gì? Đời sống của chúng ta là chẳng qua là một tập hợp luồng chảy của nghiệp lực. Tôi lấy một thí dụ thú vị hơn, là một cái, lấy một cái orchestra, một cái hòa nhạc, ban hòa nhạc gồm có 100 cái nhạc cụ. 100 nhạc cụ đó nó vận hành, mỗi thứ nhạc cụ nó chơi theo cái kiểu của mình, rồi cuối cùng nó tổng hợp thành ra một cái bài hát hay hoặc dở tùy. Và tổng thể của những cái đó thì ta gọi là một bài hòa ca. Thì đời chúng ta là tổng thể của vô số nghiệp đã làm, xa hoặc gần trong quá khứ, nó kết lại thành, nó chiêu cảm thành cái ngày hôm nay, để chúng ta có một cái dòng chảy, mọi người có một dòng chảy của nghiệp lực. Và chính vì vậy mà hôm nay tôi gặp quý vị và các bạn ở đây, cũng là nhiều lần tôi nói chuyện với các nơi khác cũng tương tự như thế này, luôn luôn tôi đều thấy xúc động. Thật lòng tôi thấy xúc động, tại vì cái việc tôi gặp các vị, các bạn ở đây cũng là nghiệp lực, cũng là nhân quả, cũng là có lý do. Không phải ngẫu nhiên mà các vị hôm nay một buổi chiều thứ bảy, thay vì đi nhậu hoặc là đi câu cá ngoài trời, mà lại tới đây ngồi nghe một câu chuyện khô khan thế này. Mà tôi cũng phải ngẫu nhiên mà tôi tìm được cái thời gian để mà tới đây gặp cái quý vị. Tôi không hiểu hết tất cả tại sao tôi gặp quý vị. Thế nhưng tôi biết một điều khá rõ và khá chắc, là cái người hôm nay tôi nói chuyện
đang lắng tai tôi nghe, lắng nghe tôi là những người có nghiệp với tôi. Có thể nghiệp rất tốt thì là nghe tin nhiều, nghiệp ít gần hơn thì nghe ít tin hơn, và cũng có thể biết đâu chừng có nhiều người nghe tới đâu thì từ chối tới đó. Tất cả đều có thể. Nhưng mà chúng ta đã liên hệ với nhau rồi, trong đời này hoặc trong đời sau đã liên hệ với nhau rồi. Tại vì như đã nói, trong vũ trụ chỉ có hai cái lực thôi, là lực yêu và lực ghét thôi. Yêu cũng rút hút lẫn nhau và ghét cũng hút lẫn nhau. Yêu là yêu lẫn nhau, hút lẫn nhau thì quá dễ rồi. Làm con, làm cha, làm mẹ, làm con, anh em với nhau, yêu thương lẫn nhau, hút lẫn nhau là điều dễ hiểu. Nhưng mà xin nhớ rằng ghét cũng hút nhau. Những người ghét nhau gặp nhau lại trên đời, chỉ những người mà indifferent, tức là những người không quan hệ gì thì mới không gặp nhau thôi. Chứ còn yêu cũng gặp nhau, ghét cũng gặp nhau. Trên đời chúng ta gặp nhau vì yêu ghét thôi, ngoài ra không có lực nào khác. Chỉ hai cái đó nó mới hít nhau thôi, ngoài ra không có lực nào khác hết. Lực trong tâm linh chỉ có lực đó thôi. Lực trong vũ trụ thì có bốn, lực trong vật lý, vật chất thì có bốn lực, các bạn biết rồi. Bây giờ không đi sâu. Nhưng về mặt tâm linh chỉ có hai lực thôi. Đó là lực yêu và lực ghét. Và chỉ như thêm lực thứ ba nữa là nếu không biết về điều đó là vô minh, thì vô minh cũng là lực, một loại lực vô tầng lắm. Thì coi như có ba lực, đạo Phật gọi là tham sân si, nhưng mà thực tế mà nó chỉ có hai lực yêu ghét thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta nói ở đây cứ để không phải là các bạn nhìn nhau một cách ngờ ngờ lẫn nhau, hay là về nhà nhìn vợ, nhìn chồng, nhìn anh, nhìn em mình ngờ ngờ gì. Tôi không, mục đích tôi không nói vậy. Tôi chỉ nói rằng là làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ có nghiệp với nhau, và hãy trân trọng, không phải tình cờ. Những người duy vật dạng đơn mới gọi tình cờ thôi. Bà là vợ tôi hả? Ông là chồng tôi hả? Tụi mình từ nay thôi nha. Cái đó là cái nói, rồi cái nói hết sức là không trân trọng. Nói vậy không có nghĩa là tôi không có khuyên gì về vấn đề hôn nhân đây. Tôi chỉ nói rằng làm con, làm cha, làm mẹ, vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm thầy, làm trò đều có nghiệp, đều có giao ước gì với nhau đó rồi. Và ngày hôm nay tới với nhau không phải là sự tình cờ. Đó là điều thứ hai, tức là bước thứ nhất là tin nhân quả, thứ nhì là hiểu nhân quả. Bây giờ cái thứ ba này, con đường tâm linh thôi, đi hai bước rồi. Bước thứ này mới ngon lành nha, bước này mới giỏi này, là sợ nhân nhưng không sợ quả. Người tâm linh đó, tới cái mức này thì là coi như là trưởng thành, coi như trưởng thành về tâm linh. Tức là sợ gây nhân, tức là tôi rất sợ, chúng ta nên sợ gây những cái nhân ác đối với người gần cũng như người xa, đối với những cái người trong gia đình cũng như bên ngoài. Gây sợ gây nhân ác trên cả ba phương diện, không những là không đánh đập người khác mà cũng không chửi mắng người khác, cũng không chia rẽ người khác bằng lời nói, mà còn cả tâm ý của mình cũng giữ gìn cho nó trong sạch. Cho nên Đức Phật nói một câu, mọi chuyện Đức Phật chỉ dạy vô một câu duy nhất thôi, tức là giữ gìn tâm ý trong sạch. Tức là Ngài nói ý đó, đó. Tức đừng có gây nhân, đừng có gây nhân ác. Không gây nhân ác thì đời sống mình sẽ an lạc, gia đình mình hạnh phúc, con cái mình sẽ được thừa hưởng những cái sự hỗ trợ, sự giúp đỡ trong cái vòng của âm mà mình hoàn toàn không ngờ đến. Tôi trình bày cho quý vị ở đây, nhưng cũng có thể con tôi sẽ được hưởng, người khác sẽ dạy cho nó những điều khác. Cho nên tất cả mọi thứ với cái hiểu cái âm của nó đó, đường âm của nó thì không có gì mất hết, không có gì mất cả, mà chỉ dồi lại thôi, mà dồi lại theo cái đường khác, một cái đường mà chúng ta không thấy, và nhiều khi nó dồi lại nó còn nhiều hơn nữa. Cho nên người đời ta nói là gieo gió gặt bão là vậy đó, mình gieo gió thôi, mình gặt nhiều hơn bão, hơn cái gió là bão. Bởi vậy cho nên cái người mà trưởng thành về tâm linh đó, là cái người sợ gây nhân, sợ gây nhân ác, và sợ gây nhân trên cả ba phương diện, thân, khẩu, ý.
nhưng mà không sợ nhận quả, cái đó là mới ngon. Không sợ nhận quả, tức là hiểu rồi thì không sợ nhận quả. Cũng như Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài hiểu nhân quả nó vận hành, Đại Thánh Tăng vẫn chịu nhân quả. Khi mà Ngài hiểu như vậy thì người ta chém cổ Ngài như không. Tôi nhớ tới cô Tri Hải, cô nói với tôi khi cô ở trong tù thì cái vòng tay, vòng xích tay cô thì cô coi như vàng ngọc. Anh Đỗ Ngọc còn nhớ, cô coi như vàng ngọc. Khi mà biết rồi thì cái sự đau khổ do cái quả đưa lại không sao, thậm chí là coi như vàng ngọc. Cho nên là các vị Đại Thánh Tăng tuy là các ngài bị hành hình, thế nhưng các ngài vẫn an lạc. Các ngài không sợ nhận quả. Còn chúng ta không được như Ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà chúng ta tạm gọi là trưởng thành về tâm linh. Chúng ta không sợ nhận quả. Chúng ta không cầu xin, chúng ta không giết người rồi ngày hôm sau đi cầu xin cũng bái là cho tôi được hưởng án treo hay sao đâu. Mà chúng ta chấp nhận những điều chúng ta đã gây ra. Thậm chí có người còn mong cái quả nó tới sớm. Mong quả tới sớm lúc mà tôi còn khỏe mạnh thế này, tôi còn tiền bạc thế này, tôi còn ý chí thế này, quả tới sớm tôi trả được cách dễ dàng, còn hơn là lúc đó tôi bị đau ốm hoặc là già cả hoặc là mất ý chí. Thà như vậy còn hay hơn. Chứ còn để về sau đó, thì bão nó gió nó biến thành bão thì sao? Để đằng sau nữa thì còn biến thành cuồng phong thì sao? Chỉ bằng nếu có lỗi chấp nhận nhận quả, nhận cách vui vẻ, và như vậy thật ra lúc đó là thoát cái nghiệp. Nhưng bên ngoài thì thấy không thoát nghiệp tại vì hành hình, nhưng mà thật ra tâm đã thoát nghiệp, tức là tuy bị hành hình nhưng vẫn vui vẻ, coi như không thành hình. Cho nên là cái mức độ trưởng thành về tâm linh mức thứ ba này, tức là sợ nhân không sợ quả, sợ nhân chứ không sợ quả, đó là mức độ đòi hỏi rất chúng ta rất là cao. Chúng ta biết rằng không có sự ngẫu nhiên, và biết rằng trong quá khứ chúng ta cũng làm nhiều điều bậy, làm nhiều điều ác, làm nhiều điều tào lao. Ngày hôm nay chúng ta chấp nhận cái này. Nói vậy tôi không có nghĩa, tôi không có mục đích là nói chúng ta hãy an phận. Khi điều gì xảy ra không phải chúng ta an phận, khi điều gì xảy ra chúng ta cũng phải làm sao cho cái cảnh ngộ nó bớt khổ hơn. Ví dụ bệnh tật xảy ra, thì khi bệnh tật xảy ra tôi thấy người khác bệnh tật, người ta không bệnh mà tôi bệnh ấy, thì tôi nghĩ là mình có một cái gì. Và lắng thử nghe trong tâm, biết đâu chừng nó nói lên có cái gì. Nhưng mà song song tôi cũng phải xem là có những phương pháp gì chữa trị để tôi nhẹ cái sự đau đớn này, để nhẹ cái gánh nặng này cho mình và cho người thân. Cho nên là nói đó không có nghĩa là nói mình hãy âm thầm mình chịu đựng để cho xong cái quả, cái đó cũng phải. Mà thật ra Đức Phật rất là tích cực, Đức Phật chỉ cho chúng ta rất nhiều cái phương pháp để chúng ta làm dịu cái cơn khổ này. Cho nên đạo Phật là đạo diệt khổ ở chỗ đó. Nếu không thì đã không có đạo Phật. Cho nên đạo Phật vừa biết dạy cho chúng ta là hiểu nhân quả, đồng thời dạy chúng ta những cái phương pháp để thoát khỏi cái sự đau khổ. Đó là cái bước mà tôi cho là người trưởng thành về tâm linh, tức là sợ nhân sợ quả là một cái điểm mà đời chúng ta mà đạt được như vậy là giỏi lắm. Tất cả chúng ta như nhau, mỗi anh em chúng ta, mỗi bà con chúng ta mà thực hiện được một cái mức độ, đạt được mức độ là sợ nhân không nhờ sợ quả là rất giỏi. Nhưng mà nếu được thêm bước này nữa mới giỏi, tức là thấu suốt nhân quả. Thế nào là thấu suốt nhân quả? Là một cái từng mức nó cao hơn hẳn. Tức là nhìn thế gian này trong một cái dạng nó như là một biển của những cái pháp đang vận hành. Không có người, không có ta, không có trong, không có ngoài, chỉ có những cái pháp hữu vi đang vận hành. Pháp hữu vi đó vận hành theo cái luật nhân quả mà đạo Phật trong cái tương quan này gọi là luật duyên khởi. Luật duyên khởi được hiểu là cái luật nói rằng mọi sự đều có nguyên nhân.
câu kinh mà trong Lục Duyên Khởi nghe ra thì nó rất là nôm na, nó rất là bình thường, thậm chí là nghe thấy nó có gì đó để mà nói đâu. Nhưng câu kinh nói thế này: cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đơn giản vậy thôi. Duyên khởi tức là mọi sự vật bản thân nó không có một cái tồn tại riêng biệt, nó chỉ sinh ra và nó diệt đi tùy những điều kiện xung quanh của nó thôi. Thì luật duyên khởi này là biểu diễn cái luật nhân quả một cách cao nhất, một cách triết học nhất. Tại vì cái này cái kia mà trong kinh vừa rồi á, không phải chỉ là vấn đề tâm, mà vấn đề thân, mà vấn đề toàn thể vũ trụ vật chất và vũ trụ tâm linh. Toàn thể vũ trụ đó, các cái hiện tượng đó, Đức Phật gọi các cái gọi nó là pháp. Toàn thể các ngài gọi là pháp. Ngài tóm cả vật chất lẫn tâm linh trong một khái niệm là pháp. Rồi ngài nói một câu là pháp hữu vi vận hành là như vậy, dựa trên nhau mà sinh tồn và hủy diệt. Nếu người nào tiến tới được một cái mức độ là thấy thế gian này cả tâm, cả trong lẫn ngoài đều là pháp hữu vi đang vận hành trên cơ sở luật duyên khởi, thì người đó đạt tới cái mức mà tôi gọi là thấu suốt nhân quả. Và cuối cùng thọng tai vào chợ. Thọng tai vào chợ là khi mà mức độ của một cái người hành giả tâm linh cao độ, hiểu sự vật như vậy, như vậy, như vậy, hiểu sự vật là như vậy thôi, là mình gọi là Như Lai đó. Thì vì đó vào xã hội này một cách easy, một cách dễ dàng, một cách tự tại, bà gì làm đó, theo cái tinh thần tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp là gì? Tùy chuyện mà làm, chẳng có kế hoạch gì cả, nhưng tùy chuyện mà làm. Chuyện gì mà làm được mà thuận lợi thì cứ làm. Thế nào là thuận lợi? Lợi cho người, lợi cho mình, tự lợi, lợi tha là làm. Tùy duyên thuần pháp nó không phải là tùy duyên nghịch pháp. Tùy duyên nghịch pháp là tùy duyên thiệt nhưng mà không nên làm. Ví dụ như mà có những kẻ thấy đi ngang thấy cửa mở, không ai để ý trong nhà có chiếc xe Honda, không ai để ý vô lấy chiếc xe Honda, thì đó là tùy duyên nhưng mà nghịch pháp. Tại vì của không cho mà lấy là nghịch pháp. Còn tùy duyên thuần pháp là sao? Tức là thấy việc gì cần làm, đủ điều kiện để làm, mình sẽ làm được, mà thuận lợi, lợi cho người, lợi cho ta, cái đó là tùy duyên thuần pháp. Thì hành giả nào mà sống được cuộc sống tùy duyên thuần pháp, không có kế hoạch gì, thấy vũ trụ là pháp hữu vi đang vận hành, sống được như vậy thì gọi là thọng tay vào chợ. Đó là một hình ảnh của vị Bồ Tát. Dĩ nhiên điều đó là điều mà chúng ta không có ai, có lẽ là không ai đạt được. Nhưng mà dù sao đó là cái dạng cao nhất của tâm linh. Thì nói tới đây tôi xin chấm dứt cái phần trình bày của mình, và tôi xin quý vị cứ tự nhiên đặt câu hỏi. Xin cảm ơn sự chú ý. Xin cảm ơn diễn giả đã trình bày cái vấn đề nhân quả. Và như quý vị thấy và nghe rất là mạch lạc về vấn đề nhân quả, do một nhà khoa học, vì ông tiến sĩ Nguyễn Tân Bách là tiến sĩ vật lý, và ông đã trình bày cái nhân quả với cái hiểu biết về Phật pháp cộng với cái kiến thức về khoa học. Thì bây giờ xin mời quý vị trao đổi thêm với diễn giả về những vấn đề liên quan đến nhân quả, bởi vì tôi nghĩ rằng chắc chắn trong thỉnh quý vị để nghe đây có những cái vị thì rất là rõ về vấn đề này.
Tin nhân quả hay không tin nhân quả, tin hay không tin, hoặc là không không mê muội cái chuyện nhân quả, cái thông suốt thấu suốt cái sự nhân quả, thì các bạn mà trẻ cần trao đổi gì về vấn đề này xin mạnh dạn và trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Trường Bách, xin kính mời.